của bưu điện thường tính để nằm, vừa đẹp với vóc dáng nhỏ bé của chúng tôi. Thỉnh thoảng, những giọt mưa bay bay rơi trên mặt. Kệ, lính thì một chút phong sương, có đáng gì. Tập làm quen đi, nay mai còn có bão tố đang chờ ấy chứ. Đang mơ màng thì một thằng ở đâu đến giọng rất hách dịch. Dậy đi chỗ khác nằm, chỗ đó của tao. Đây là nhà của mày à? Tôi hỏi lại. Nó túm tôi lôi dậy. Lúc đó tôi mới để ý vài thằng đứng quanh. Chúng nó thèm cái chỗ nằm của chúng tôi quá. Nhưng đến sau, nên cậy đông người hơn, vào bắt nạt hai thằng tôi chiếm chỗ ngủ. Tôi là thằng không bao giờ mang vô lý đến cho ai, nhưng cũng không thể chấp nhận kẻ khác mang vô lý đến cho mình. Xưa nay vẫn vậy. Bốp bốp, tôi đánh ngay hai quả đấm vào mặt nó không thương tiếc. Bản lĩnh chiến đấu, tay không tôi có dư. Hơn nữa bên tôi lại có Vinh lùng. Sợ gì mấy thằng chúng nó. Thấy vậy, Vinh trồm lên lao ra. Hai thằng tôi đánh dạt mấy thằng chúng nó. Lúc này mới có thời gian và ánh sáng mờ mờ nhìn mặt nhau. Thì ra mấy thằng bên phố hàng buồm. Chúng nó cũng nhận ra mấy thằng chúng tôi. Biết gặp phải quân mặt rắn rồi, nên chúng lãng và nhận bạn bè anh em. Từ đó cho mãi đến về sau, mỗi lần gặp chúng tôi, chúng đều tỏ thái độ nể. Anh hùng hào kiệt, đôi khi nể nhau chút máu, chút bản lĩnh với nhau vậy thôi. Biết nhau rồi cũng tránh va chạm. Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ, tàu từ Hà Nội chạy vào ga Thường Tín. Chúng tôi lên tàu. Trời đã sáng rõ, bây giờ mới có thời gian nhìn mặt nhau. Bây giờ mới biết chắc thằng nào đi bộ đội cùng với mình. Hôm trước đông người, lộn nhộn quá, ai mà biết cho hết. Thôi thì đủ hết. Lớp chúng tôi của khu Hoàng Kiếm, bạn học ngày cấp 1 đến cấp 3 đủ cả. Quanh phố nhà tôi hết, biết nhau cả. Thằng nào chưa biết sẽ phải biết. Nhiều thằng tranh thủ tới làm quen. Chúng nó cũng như chúng tôi thôi, nhưng chắc có nghe chuyện đêm qua nên muốn gây cảm tình mà nhờ vả sau này, tránh bị bắt nạt cũng nên. Hai thằng tôi đâm ra oai giữa cái đám cùng khu phố đấy. Tàu đến ga Ghềnh thì có lệnh xuống tàu đi bộ về đơn vị. Đường đi về hướng thị trấn Nho Quan, chúng tôi lại lôi thôi lết thết đi giữa đồi núi Ninh Bình, lúc này gọi là tỉnh Hà Nam Ninh. Doanh trại các đơn vị bộ đội liền nhau, khu này toàn bộ đội cả, nhưng càng đi càng mất hút. Mấy ông nhận quân cũng chẳng thấy đâu nữa. Hóa ra vớ được cái xe các ông ấy nhảy tót lên với lời dặn đi về bến xe Nho Quan nhé. Rắn mất đầu, quá đem con bỏ chợ. Biết sau này khổ thế thì khi đó nhảy tót lên xe về lại nhà cho xong. Ai hỏi bảo lạc đơn vị đi lại đợt sau. Nói vui thế thôi chứ không dám như vậy. Cũng may vẫy được cái xe của bộ đội cho đi nhờ về đến Nho Quan. Nếu không có lẽ chúng tôi phải đi cả đêm mất. Chân cẳng vòng rộp hết lên rồi. Khoảng 8 giờ tối về đến bến xe, lại cảnh không có chỗ nằm trong cái nhà chờ xe ô tô khách đó, chen lấn xô đẩy. Mấy bà buôn chuyện nằm nhà chờ xe kêu oai oái. Thằng Phú Lõi cùng phố kiếm cho tôi một chỗ nằm kha khá, mồm nó to và cứ quang quáng. Lui ra cho thằng Hiếu và thằng Vinh lùm nằm, chúng mày.